Kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, sáng nay tại Trung tâm Văn hóa xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh đoàn Vĩnh Long phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên tổ chức hội thao thanh niên công nhân tôn giáo dân tộc năm 2023. Hoạt động diễn ra dịp lễ Sendonta của đồng bào Khmer đã tạo sinh khí vui tươi, thu hút đông đảo thanh niên Khmer tham gia. Tham gia hội thao có hơn 120 vận động viên là đoàn viên, thanh niên, công nhân, tôn giáo, dân tộc đang học tập, sinh sống và làm việc ở 8 huyện, thị xã, thành phố. Trên tinh thần thể thao, đoàn kết, vui khỏe, hữu nghị và bổ ích, các vận động viên tham gia tranh tài môn bóng đá nam và bóng chuyền hơi nữ. Đây là năm đầu tiên là tỉnh đoàn cũng như là Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức cái hội thao công nhân, thanh niên, dân tộc, tôn giáo. Đây là hoạt động nhằm để tạo sự đoàn kết trong đoàn viên, hội viên, cũng như là qua cái hội thao để giúp cho các đồng chí đã giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác đoàn, công tác hội và thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong đoàn viên thanh niên công nhân trong thời gian tới. Không đặt nặng vấn đề thắng thua, hội thao đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, giúp cho thanh niên công nhân, tôn giáo, dân tộc trong tỉnh có được sân chơi bổ ích lành mạnh, rèn luyện thân thể, đồng thời thắt chặt thêm tinh thần giao lưu đoàn kết. Hôm nay được tham gia hội thao thì em cảm thấy rất là vui và phấn khởi, đặc biệt là trong dịp lễ Sendonta của đồng bào dân tộc Khmer thì thanh niên tụi em được giao lưu học hỏi giữa các đơn vị bạn. Sắp tới dịp lễ Tết Sendonta của người dân tộc Khmer, tham gia hội thao em cảm thấy rất là vui, mình được trên tinh thần giao lưu học hỏi và trao đổi kinh nghiệm. Mong năm sau là hội thao sẽ được tổ chức nhiều hơn. Hội thao cũng là một trong những hoạt động mang nhiều ý nghĩa để tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh mở rộng tập hợp đoàn kết thanh niên, nhất là địa bàn nông thôn, đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong lực lượng hội viên thanh niên, nâng cao sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại.